Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ sáu ngày 26 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ như sau. 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng chí Lê Viết Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Thưa quý vị, được tin về các trận mưa lớn và lũ lụt gần đây tại Tanzania gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hôm nay quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Samia Suluhu Hassan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Kassim Majaliwa. Vào sáng nay, lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tổ chức các hoạt động, góp phần tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho công nhân người lao động trong tháng công nhân, đồng thời sẽ giám sát công tác tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng.
trong tháng 5 trên toàn quốc sẽ diễn ra nhiều hoạt động như đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn lao động tại các doanh nghiệp, tôn vinh công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động sản xuất. Ngày 30 tháng 4 là kỳ hạn cuối để các doanh nghiệp niêm yết phải tổ chức tại hội đồng cổ đông. Trong thời gian này thì không ít nhà đầu tư chờ đợi được nhận các khoản cổ tức. Với cổ đông của các ngân hàng thì năm nay là một năm khác biệt khi mà nhiều ngân hàng đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt, điều mà họ không được có trong những năm trước đây. Bên cạnh đó thì nhà đầu tư còn được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ cao. Cổ đông ngân hàng sắp đón cơn mưa cổ tức bằng tiền mặt, ít là 3%, nhiều lên đến 15%. Đang nói, có những ngân hàng lần đầu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt sau 10 năm. Đây cũng là cái thời điểm và thích hợp để tăng cái lợi ích của cổ đông mà sau khi đã chịu đựng cùng với doanh nghiệp những cái năm vừa qua. Nó cũng có thể tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán, đó là xét về mặt định giá. Mức rẻ của thị trường chứng khoán Việt Nam nó trở nên hấp dẫn hơn độ trong mắt các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cũng được hấp dẫn bởi việc ngân hàng chia thưởng bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thưởng trung bình là từ 10 đến 17%, có ngân hàng lên đến 25%. Để được thông qua, các ngân hàng đã phải làm rõ mục đích sử dụng vốn. Giữ lại cái phần lợi nhuận để vốn hóa vào công ty. Đấy, thì thông thường nhiều công ty thì sẽ gia tăng cái vốn lưu động hoặc là gia tăng đầu tư vào một cái dự án mới. Đấy, còn một số doanh nghiệp khác thì họ thì có thể là đầu tư vào các doanh nghiệp khác nữa. Thì đương nhiên nhà đầu tư người ta sẽ phải soi cái mục đích đó là như thế nào. Ngoài ra, ngân hàng còn phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi. Có ngân hàng tỷ lệ này lên đến 100%. Việc này giúp ngân hàng đảm bảo các tiêu chí về dự phòng rủi ro, ví dụ như duy trì hệ số an toàn vốn K ở mức 10%. Từ đấy giúp cho các ngân hàng thương mại có thêm dư địa để xử lý những cái vấn đề liên quan đến nợ xấu và đồng thời là cái cơ sở để các ngân hàng thương mại xin ngân hàng nhà nước được cấp một cái mức room tín dụng cao hơn, qua đó có thể hỗ trợ nền kinh tế thông qua việc đẩy vốn ra ngoài với một cái mức lãi suất thấp hơn. Vốn ra nền kinh tế với mức lãi suất thấp hơn mà nguồn lại được huy động từ tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư nhờ vào sự hấp dẫn của việc trả cổ tức. Điều này khiến thị trường chứng khoán đúng nghĩa vừa là kênh đầu tư hấp dẫn, vừa là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Các bộ liên quan phải kết nối dữ liệu để quản lý hiệu quả thương mại điện tử. Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại hội nghị chuẩn bị sơ kết một năm triển khai chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Ngành thuế năm qua thu được khoảng 97.000 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử, tăng 14.000 tỷ đồng so với năm trước. Tuy nhiên, tình trạng thất thu thuế vẫn xảy ra do chưa có dữ liệu chính xác. Bộ Công an cho rằng việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho Tổng cục Thuế bước đầu hoàn thành, nhưng số liệu chưa sạch và mới chỉ quản lý được các sàn thương mại điện tử mà chưa quản lý được tài khoản bán hàng. Hiện tại, cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử vẫn nằm riêng rẽ ở từng bộ ngành mà chưa có sự kết nối và giải pháp bảo mật dữ liệu hiệu quả. Vì vậy, để triển khai hiệu quả chỉ thị số 18 sắp tới, phải hoàn thiện cơ sở pháp luật liên quan việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia, lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, thì quy hoạch năng lượng quốc gia bao gồm các phân ngành là dầu khí, than, điện, năng lượng mới và tái tạo. Để thực hiện quy hoạch này, thì theo tính toán, nhu cầu đất cho phát triển cơ sở hạ tầng kết cấu từ nay cho đến năm 2050 sẽ cần trên 270.000 hectare. Riêng diện tích mặt biển cần khoảng 1,4 triệu hectare. Tổng nhu cầu giai đoạn đến năm 2030 ước cần 4,8 triệu tỷ đồng. Toàn bộ vốn sử dụng là các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Theo đánh giá, thì các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả hơn, bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và cũng như là xu thế phát triển của quốc tế. Một đám cháy rừng đã được người dân phát hiện vào rạng sáng nay tại khu vực giáp danh ba xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải thuộc huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương phối hợp triển khai phương án tạo băng cản lửa để bao vây khu vực cháy. Vệt cháy dài khoảng 7 km thuộc khu vực rừng tự nhiên. Dù lực lượng chữa cháy 4 tại chỗ có mặt từ sớm, nhưng do đang là cao điểm của mùa khô, gió lớn, trong khi nước trong khu vực khan hiếm nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 17 giờ chiều ngày hôm nay, với sự nỗ lực của khoảng 700 người của các xã Lao Chải và Xín Chải, đám cháy cơ bản được khống chế. Chỉ còn một điểm cháy tại xã Phương Tiến vẫn diễn biến phức tạp bởi gió lớn và nhiều thực bì. Hiện các lực lượng vẫn đang nỗ lực tiếp cận để xử lý đám cháy.
Một vụ phá rừng với quy mô lớn vừa bị phát hiện tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Chính quyền của xã Ia Pior, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đơn vị hiện đang quản lý diện tích rừng này thừa nhận trách nhiệm. Nhưng hạt kiểm lâm huyện Chư Prong lại cho rằng phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc tỉnh Đắk Lắk. Nằm sát vườn điều của người dân thôn Đoàn Kết, xã Ia Pior, huyện Chư Prong, một diện tích rừng rất lớn đã bị các đối tượng đốn hạ. Những thân gỗ lớn đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường. Khoảnh rừng với diện tích trên dưới 10 hectare, chỉ còn lại những gốc cây, cành và nhánh. Gần đây thì cái việc phá rừng không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ như là việc lấn nương rẫy, mà phá rừng ở diện tích quy mô rất là lớn. Điều này chứng tỏ là việc quản lý của các đơn vị chủ rừng đang gặp nhiều vấn đề. Theo xác minh ban đầu, diện tích rừng bị phá xảy ra tại lô 6 và lô 10, khoảnh 10, tiểu khu 927, thuộc lâm phần do xã Ia Pior quản lý. Đây là khu vực giáp danh giữa xã Ia Pior, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai và xã Ia Di Lơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Từ hiện trường vụ phá rừng cho thấy, vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài, thường xuyên và liên tục. Vụ việc này qua phản ánh thì đã xác định là về quản lý về rừng, mà nếu mà đã lấn chiếm đất rừng như vậy và phá rừng như vậy thì là khá là nghiêm trọng. Và xã sẽ cùng với các đơn vị chức năng là kiên quyết xử lý vụ việc, mức độ tới đâu thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật như vậy. Điều khá bất ngờ là khoảnh rừng này có diện tích khá lớn, số lượng cây còn rất nhiều. Nhưng hạt kiểm lâm huyện Chư Prong thông tin, khu vực hiện trường thuộc đất nông nghiệp và đất có gỗ tái sinh núi đất, tất cả đều nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng. Cũng theo thông tin từ đơn vị này, phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk. Hiện giờ thì chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo cho các anh em địa bàn cùng với các bộ phận kỹ thuật cũng như là bộ phận chuyên môn tiếp tục là kiểm tra kỹ lại một lần nữa, và nếu như mà phát hiện các cái sự việc mà nó vi phạm theo các cái quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ xử lý. Tại Gia Lai, huyện Chư Prong là tâm điểm của các vụ phá rừng nghiêm trọng với 14 vụ vi phạm từ đầu năm đến nay, chủ yếu diễn ra tại khu vực xã biên giới Iam. Nhằm hỗ trợ cho bà con vơi bớt khó khăn trong thời điểm mà hạn hán xâm nhập mặn gay gắt như hiện nay, Ngân hàng BIDV phối hợp với tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 200 bồn chứa nước ngọt cho bà con ở xã Vĩnh Trạch Đông. Hoạt động nằm trong chương trình Nước ngọt cho cuộc sống xanh được triển khai thường niên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Qua 4 mùa thực hiện, đã có 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ được xây dựng tại miền Trung, trồng mới 350.000 cây xanh và tài trợ 14.000 bình chứa nước cho các tỉnh chịu hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nắng nóng kéo dài, khô hạn cũng lên đến đỉnh điểm tại nhiều địa bàn trong khu vực Tây Nguyên. Ngay tại thành phố Kon Tum của tỉnh Kon Tum, cả tháng nay thì hàng trăm hộ dân phải chật vật tìm nguồn nước sinh hoạt. Thiếu nước sinh hoạt thì khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Tuy thuộc địa bàn thành phố Kon Tum, thế nhưng hàng chục năm nay, gần 1.200 hộ dân trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo lại chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Cho đến thời điểm này thì khô hạn lên tới đỉnh điểm, tất cả các giếng đào của người dân cũng như là Ủy ban Nhân dân phường cho đến trạm y tế và tất cả các trường học đều trong tình trạng khô đáy. Để duy trì việc dạy và học của hơn 1.000 học sinh và giáo viên, trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo phải tìm nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn do thiếu nước. Nhà trường cũng đào tới 2 cái giếng khoan nhưng cũng không có nước. Và một cái giếng đào thì cũng hiện tại bây giờ cũng đã hết nước. Chính quyền địa phương thì cũng đã hỗ trợ cái nguồn nước cho nhà trường. Và cùng với việc đó thì nhà trường cũng xin cái nguồn nước từ các hộ dân lân cận. Trên địa bàn thành phố Kon Tum hiện có gần 120 giếng đào bị khô cạn, khiến người dân phải chật vật, xoay sở khắp nơi tìm nguồn nước sinh hoạt. Sinh hoạt, ví dụ nhà mà có nhiều trẻ em thì họ phải đi xin nước ở mọi nơi, chỉ cái đủ nước để nấu ăn trong nhà thôi. Ủy ban nhân phường đã bố trí 2 cái điểm, một cái tại tổ 4 là nó tập trung cục bộ của một số hộ dân tại đó, 2 bồn nước thì ủy ban phường là vận động anh em các tổ dân phố vận chuyển từ các cái nước giếng khoan của các đơn vị vận chuyển về bơm lại cho bà con lấy canh, mang canh thùng tới mà vận chuyển về sinh hoạt. Nắng hạn khiến sinh hoạt sản xuất của người dân bị đảo lộn vì thiếu nước. Mong mỏi lớn nhất của cả ngàn hộ dân nơi đây là ngành chức năng Kon Tum
sớm triển khai đưa nước máy, hợp vệ sinh về cho người dân sử dụng, nhất là vào cao điểm khô hạn hiện nay. Dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay nghỉ 5 ngày liên tục đối với khối công chức viên chức. Mặc dù không bắt buộc thực hiện theo lịch nghỉ chung, thế nhưng nhiều doanh nghiệp sản xuất đã sắp xếp lịch làm việc linh hoạt. Như vậy thì công nhân vẫn có ngày nghỉ lễ bên gia đình, mà doanh nghiệp thì vẫn đảm bảo tiến độ đơn hàng. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp dệt may cho biết, năm nay đơn hàng khá thuận lợi, quý 2 và quý 3 gần như đã được lấp đầy. Do vậy, nhiều doanh nghiệp đang tập trung sản xuất cho kịp tiến độ giao hàng. Xong, để tạo điều kiện cho công nhân có ngày nghỉ lễ, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Do năm nay là đơn hàng nhiều hơn cái dự kiến nhiều, trang thiết bị thì cũng đã dùng hết, một số máy móc chuyên dụng thì cũng đã hết chỗ rồi, hoặc là những cái bàn cắt thì cũng hết chỗ. Cho nên là nếu như mà sau lễ mà xoay không kịp thì có thể sẽ tuyển thêm thời vụ và làm đêm, là xuyên đêm tầm khoảng một tuần thôi để đánh những cái hàng tồn. Với nhiều anh chị em công nhân thì sau thời gian nhà máy bị đóng băng do thiếu đơn hàng, thì nay khi đơn hàng doanh nghiệp được tăng trở lại nên phấn khởi. Nhiều người đã chọn ở lại sản xuất hoặc chỉ đăng ký nghỉ 2 ngày. Còn lại vẫn đi làm, tăng ca như ngày thường. Công ty cho mình thêm một ngày lương với thêm tiền sản phẩm, thu nhập của mình, cá nhân của mình riêng nữa. Rất là vui luôn á, tại vì có hàng nhiều cho mọi anh chị em ở đây làm. Mọi người ở đây rất là vui và hăng hái làm việc. Năm nay tăng ca nhiều ổn hơn năm ngoái. Có khi hàng gấp thì tăng thêm xíu. Dạ, được tăng ca thì có tiền nhiều, vui hơn. Bên cạnh việc bố trí sản xuất cuốn chiếu, tăng ca theo từng bộ phận, một số công ty còn tuyển thêm lao động thời vụ trước và sau nghỉ lễ để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng. Riêng 5 ngày nghỉ này thì chúng tôi đang sắp xếp cho, nếu lao động mà có nhu cầu ở xa thì chúng tôi sắp xếp cho đủ nghỉ 5 ngày. Còn những lao động ở gần có nhu cầu làm việc thì chúng tôi sắp xếp cho người lao động nghỉ khoảng 2 ngày. Làm thêm ca thì sẽ được hưởng đầy đủ các cái chế độ theo quy định của pháp luật và được tăng lương. Hiện nay thì chúng tôi đã nhận được các cái đăng ký của người lao động ở lại làm việc tới 80-90%. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, từ trước đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều có phương án dự phòng về việc sắp xếp lịch nghỉ theo lịch của nhà nước hay nguyện vọng cá nhân của người lao động. Do vậy, dù có quyết định nghỉ lễ cận ngày nhưng không làm xáo trộn quá nhiều đến hoạt động sản xuất. Hôm nay, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân đã di chuyển khỏi các thành phố lớn để về quê hoặc là đến các địa điểm du lịch. Tại Hà Nội thì cuối giờ chiều nay, giao thông tại các cửa ngõ đã xuất hiện ùn ứ, trong khi tình hình tại cửa ngõ ở thành phố Hồ Chí Minh và các sân bay lớn dự tính sẽ gia tăng áp lực vào đêm nay và ngày mai, tức là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Từ khoảng 5 giờ chiều, lượng phương tiện cá nhân rời khỏi thành phố đã bắt đầu tăng lên. Đặc biệt hướng về cửa ngõ phía Nam thủ đô, dòng xe đã kéo dài nhiều km. Dự báo tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực cửa ngõ sẽ nghiêm trọng hơn vào đêm nay và sáng mai. Để đảm bảo giao thông, Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm nóng. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nên chọn cho mình một thời điểm thích hợp để rời thủ đô, tránh tăng thêm áp lực cho giao thông vào một thời điểm để có lộ trình đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Tương tự như Hà Nội, từ chiều nay, quốc lộ 1A qua huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Tây đã khá đông. Tuy nhiên, nguy cơ ùn ứ kéo dài chỉ có thể xuất hiện vào tối nay, bởi đó mới là thời điểm người dân lựa chọn di chuyển để tránh thời tiết nắng nóng. Vì thế, những chốt trực của lực lượng chức năng sẽ được duy trì để hướng dẫn, hỗ trợ người dân về quê đón kỳ nghỉ lễ. Với lĩnh vực hàng không, dù thời điểm này giá vé tăng khá cao, nhưng lượng khách vẫn được duy trì. Tại sân bay Nội Bài, lượng khách hôm nay cũng tăng khoảng 20% so với ngày hôm qua. Cụ thể là đã có khoảng 85.000 lượt khách qua sân bay. Theo dự báo, ngày mai ngày nghỉ chính thức đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, lượng khách có thể sẽ tăng thêm do tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay đa phần đã đạt mức trên 75%. Trong đó, một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100%. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân di chuyển, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh cấp độ 1. Các dự án đường sắt đô thị được nghiên cứu và phát triển từ hơn 20 năm trước, thế nhưng triển khai còn rất chậm. Nguyên nhân là do chi phí đầu tư mới chỉ đạt khoảng 20% so với nhu cầu. Thời gian xây dựng quy trình và duyệt dự án thì còn kéo dài. Hiện thành phố Hà Nội đang điều chỉnh chính sách, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị thủ đô, theo quy hoạch.
4 km đi ngầm của tuyến đường sắt số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội vẫn đang thi công, dù dự án đã được khởi động từ 14 năm trước. Theo kế hoạch sau điều chỉnh thì phải đến năm 2027 mới xong toàn tuyến. Như vậy, cần đến 17 năm để xong một tuyến đường sắt đô thị có cả đoạn ngầm và đi trên cao, dù kế hoạch ban đầu chỉ là 5 năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu biết rút kinh nghiệm từ những tuyến đường sắt đô thị đã triển khai, Hà Nội vẫn có thể hoàn thành 10 tuyến đường sắt đô thị cùng với 3 tuyến đường sắt một ray, monorail theo quy hoạch. Nếu chúng ta là thay đổi cái mô hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo nguyên tắc là kiểm soát chi phí đầu vào và kiểm soát trình tự thủ tục sang cái mô hình là kiểm soát kết quả đầu ra, lấy kết quả là đích cuối cùng, thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái mục tiêu có được 200 km hệ thống đường sắt công cộng đô thị sau khoảng 10-12 năm nữa. Vốn đầu tư nó phải phù hợp và tuyến nào làm trước, tuyến nào làm sau, thế rồi là làm đến đâu và công nghệ gì là phải lưu ý. Cái thứ ba là phải kiểm tra giám sát thường xuyên. Và thứ tư là giải phóng mặt bằng phải chú ý. Việc giải phóng mặt bằng phải làm trước 1-2 năm thì mới đảm bảo tiến độ được. Luật thủ đô cũng đang được dự thảo sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho phát triển đường sắt đô thị. Theo đó, Hà Nội được ưu tiên áp dụng mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng TOD. Trong đó có phát triển các tuyến đường sắt đô thị, được điều chỉnh chức năng sử dụng cho các khu đất trong khu vực đô thị TOD để khai thác quỹ đất và khai thác giá trị tăng thêm từ đất. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi nếu được thông qua chắc chắn là nó sẽ tạo những cái bước chuyển biến rất là lớn. Hà Nội chắc chắn là sẽ được trao nhiều quyền hơn và sẽ chủ động hơn, linh hoạt hơn trong cái việc mà quyết định đầu tư, thu hút các cái nguồn lực để mà thực hiện cái dự án đường sắt đô thị đó. Từ thành công của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực hướng tới mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị thủ đô theo quy hoạch. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua đã có chuyến thị sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất. Kết quả thử nghiệm cho thấy là các tên lửa đều đáp ứng tiêu chuẩn bay và độ chính xác. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm tích hợp công nghệ mới sẽ mang lại sự thay đổi chiến lược trong việc tăng cường khả năng pháo binh của quân đội Triều Tiên. Trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc còn nhiều biến động, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được kỳ vọng là có thể giảm bớt những căng thẳng hiện nay. Trong chuyến thăm này, thì nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cùng với nhiều quan chức cấp cao khác. Trong các cuộc hội đàm, thì hai bên cùng nhận thấy mối nguy hiểm của những toan tính sai lầm, đồng thời nhất trí cho rằng cần phải duy trì đối thoại để giải quyết những khác biệt. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Blinken, ông Vương Nghị đã nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng kêu gọi Mỹ không vượt quá ranh giới đỏ của Trung Quốc, đồng thời cam kết thúc đẩy sự phát triển quan hệ Mỹ-Trung ổn định, lành mạnh và bền vững. ByteDance, công ty mẹ của TikTok, hôm qua khẳng định là không có ý định bán lại ứng dụng này. Lời khẳng định trên được ByteDance đưa ra sau khi mà Mỹ thông qua luật buộc công ty ByteDance của Trung Quốc phải thoái vốn khỏi ứng dụng TikTok. Nếu không thì TikTok sẽ bị loại khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ. Giám đốc điều hành của TikTok, ông Châu Thụ Tư, trước đó cũng tuyên bố là sẽ đấu tranh trước các tòa án tại Mỹ với hy vọng là có thể lật ngược đạo luật trên của Mỹ. Mạng xã hội TikTok hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, thì ứng dụng này bị giới chức Mỹ cáo buộc là cho phép thu thập dữ liệu và theo dõi người dùng. Cả TikTok và công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc đều đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nêu trên. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố quyết định tiếp tục duy trì chính sách hiện tại sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Điều này đã làm cho triển vọng khoảng cách lạm phát giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng được nới rộng, tiếp tục thúc đẩy đà mất giá nhanh chóng của đồng yên. Sau khi kết thúc cuộc họp chính sách ngày 26 tháng 4, Ngân hàng Trung Nhật Bản cho biết sẽ không tăng mà tiếp tục duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức 0 đến 0,1%, tương tự như cuộc họp trước đó, đồng thời tiếp tục kế hoạch mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Theo báo cáo triển vọng lạm phát trong năm tài khoá 2024 sẽ được điều chỉnh từ 2,4% đến 2,8%, do yếu tố đồng yên yếu, trong khi tỷ lệ lạm phát của năm 2025 là 1,9%, tăng nhẹ so với dự báo đưa ra trước đó.
Lạm phát năm 2026 cũng lần đầu tiên được đưa ra với mức tương tự như năm 2025. Thống đốc Ueda Kazuo cho rằng triển vọng lạm phát có thể đạt được và mức độ nới lỏng tiền tệ sẽ được xem xét. Tuy nhiên cần tiếp tục có thời gian đánh giá, việc duy trì môi trường tài chính phù hợp là cần thiết. Sau thông báo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, thị trường chứng khoán tăng nhẹ trong khi đồng yên tiếp tục đà mất giá nhanh, chạm mốc 156 yên đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 1990. Các nhà đầu tư dự báo nếu Mỹ chưa giảm lãi suất trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ hiện tại, đồng yên sẽ tiếp tục mất giá. Đối với xu hướng này, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki Shinichi tuyên bố, chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường ngoại hối và sẽ có biện pháp can thiệp phù hợp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái nào rõ ràng. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Triển lãm ô tô quốc tế lớn hàng đầu Trung Quốc đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn trên thế giới. Trong đó thì các hãng xe của Trung Quốc chiếm ưu thế ở mảng xe năng lượng mới NEV với nhiều mẫu thiết kế độc đáo và công nghệ hiện đại. Một 117 mẫu xe ô tô mới được trưng bày, trong đó có 30 thương hiệu quốc tế, 278 mẫu xe năng lượng mới NEV. Trung Quốc chiếm áp đảo các gian hàng xe NEV với mẫu mã độc đáo và công nghệ mới. Xiaomi, hãng điện thoại lấn sân sang xe NEV với mẫu xe điện đầu tiên SU7. BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, tích cực quảng cáo các thương hiệu xe điện hạng sang. Hãng xe cao cấp của Trung Quốc là Hồng Kỳ cũng giới thiệu mẫu xe ý tưởng Golden Sunflower với thiết kế độc đáo, công nghệ hiện đại và vẻ ngoài tinh tế. Triển lãm cũng góp mặt hầu hết các hãng xe nổi tiếng Âu, Mỹ, Nhật, Hàn. Trong nỗ lực thay đổi chiến lược để chinh phục thị trường xe điện của Trung Quốc, Toyota và Nissan Nhật Bản, vốn bảo thủ với xe xăng, cũng vừa công bố hợp tác với hai tập đoàn công nghệ Tencent và Baidu của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu lớn, trong mục tiêu nhằm tăng cường nội địa hóa tại chỗ để phù hợp với nhu cầu và thị hiếu. Thái Bình, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc. Hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina kéo theo những đợt nóng lạnh, mưa hoặc hạn hán sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới. Dự báo này được các chuyên gia khí tượng đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ. Trung tâm nghiên cứu hiện tượng El Nino quốc tế có trụ sở tại Ecuador đã nhận định tình hình El Nino đã thay đổi rất nhiều. Trước đây thì hiện tượng này thì thường xuất hiện vào khoảng 2 năm một lần, nhưng mà hiện nay các giai đoạn chuyển tiếp ngày càng ngắn hơn. Ảnh hưởng của El Nino, các quốc gia châu Á đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Thái Lan dự báo nhiệt độ ở thủ đô Bangkok có thể lên tới 39 độ C, trong khi chỉ số nóng bức có thể vượt ngưỡng là 52 độ C, mức cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt kể từ đầu năm cho đến nay. Trong khi đó thì tại Philippines đã có 6 ca tử vong do nắng nóng. Dự báo nhiệt độ có thể lên tới 51 độ C ở một số khu vực. Trở lại với những thông tin ở trong nước, du lịch là một trong ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Nhằm kích cầu cho du lịch phát triển, thực hiện mục tiêu đạt trên 2,7 triệu lượt du khách trong năm nay. Và ngày mai thì năm du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ chính thức khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và sẽ kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đi mảng, thưởng thức văn nghệ trên hồ Nà Nưa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là sản phẩm du lịch mới được tỉnh Tuyên Quang đưa vào khai thác. Non xanh, nước biếc, không gian lắng đọng giữa lòng chiến khu Việt Bắc là những ấn tượng mới mẻ đối với du khách. Chúng tôi đẩy mạnh cái việc quảng bá các cái sản phẩm du lịch mới, đồng thời là phối hợp với lại người dân để xây dựng các cái sản phẩm du lịch cộng đồng và đặc biệt là phát huy cái nét bản sắc văn hóa và các cái sản phẩm ẩm thực đặc sắc của đồng bào. Không gian văn hóa gắn liền với đời sống sinh hoạt của mỗi dân tộc trong cộng đồng 22 dân tộc ở Tuyên Quang. Những nếp nhà truyền thống của đồng bào Tày, Dao hay trang phục sặc sỡ, những nghi lễ độc đáo được bảo tồn nguyên vẹn. Tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc riêng có của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024 được tổ chức vào tối 27 tháng 4 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Điểm nhấn là lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3. Chúng tôi sẽ có 5 ngày cho du khách bay trải nghiệm với 22 cái khinh khí cầu
do các cái phi công quốc tế có dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao điều khiển, hứa hẹn sẽ là một sự bùng nổ và hết sức là hấp dẫn đối với nhân dân và du khách. Nhân cơ hội này để quảng bá về cái du lịch Tuyên Quang, đặc biệt là giới thiệu những cái sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Tuyên Quang, kết hợp với giới thiệu về tiềm năng về mặt đầu tư, về mặt thương mại, giới thiệu những cái sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp của Tuyên Quang. Cùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số còn được lưu giữ, du lịch Tuyên Quang còn hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn, mời gọi du khách về với chiến khu cách mạng, thủ đô kháng chiến. Vào sáng nay thì lễ hội Tràng An với chủ đề về miền di sản Tràng An cũng đã chính thức khai mạc tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Lễ hội là một chuỗi các hoạt động văn hóa tín ngưỡng kết hợp với du lịch, mang đậm màu sắc văn hóa đặc trưng của người dân địa phương. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã tham gia vào hành trình rước rồng từ cổng Tam Quan Tràng An qua sông Sào Khê đến đền Suối Tiên để thực hiện nghi lễ dâng hương. Bên cạnh đó là nghi thức rước nước, rước kiệu theo truyền thống. Tuyệt vời, cũng là vô tình mà được tham gia cái lễ hội như thế này. Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mình là chủ tịch Đại hội đồng UNESCO may mắn nhất từ trước tới nay vì đã được tham gia một lễ hội tuyệt vời như thế này. Với tôi, sự giàu có thực sự là những trải nghiệm đặc biệt và đây sẽ là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất với tôi. Cứ vào mùa khô hạn thì ông cha ta lại đóng cửa rừng để thiên nhiên có thể phục hồi. Rồi đến ngày 17 hoặc là 18 tháng 3 âm lịch hàng năm thì ông cha ta lại làm lễ mở cửa rừng, hay còn gọi là lễ phát lác, tức là lễ hội Tràng An ngày nay để cầu cho núi rừng luôn xanh tốt, làm nơi sinh dưỡng cho con người. Người dân Việt sống trong quần thể di sản thế giới Tràng An từ xa xưa đã rất sùng bái thiên nhiên, mà lễ hội Tràng An là một minh chứng cho nét văn hóa này. Tôn vinh các vị thần núi trong cố đô Hoa Lư, đồng thời mang theo thông điệp phải hòa đồng với môi trường, bảo vệ rừng và hệ sinh thái rừng. Đây là một cái lễ hội có truyền thống từ lâu đời, với cái tâm thức là người ta bảo vệ núi rừng như thế nào. Người ta có những cái quy định của cộng đồng trong cái việc là sử dụng những cái tài sản trong rừng núi, mà người ta lại có ý thức bảo vệ những cái nguồn nước cũng như là những cái cây con rồi hệ thống động thực vật ở trong vùng di sản. Lễ hội năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Nên tại không gian lễ hội còn hội tụ các loại hình di sản trong nước, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống mang đặc trưng của các vùng miền. Luật thủ đô đang được sửa đổi theo hướng là tạo thuận lợi tối đa cho phát triển đường sắt đô thị. Theo đó thì Hà Nội được ưu tiên áp dụng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, trong đó có phát triển các tuyến đường sắt đô thị. Điều này sẽ giúp khắc phục tình trạng các dự án đường sắt đô thị được nghiên cứu và phát triển từ hơn 20 năm trước, nhưng hiện vẫn còn triển khai rất chậm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày hôm qua đã thị sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm. Kết quả thử nghiệm cho thấy là các tên lửa đều đáp ứng được tiêu chuẩn bay và độ chính xác. Nhà lãnh đạo đánh giá hệ thống tên lửa tích hợp công nghệ mới sẽ mang lại sự thay đổi chiến lược trong việc tăng cường khả năng pháo binh của quân đội Triều Tiên. ByteDance, công ty mẹ của TikTok, vào ngày hôm qua đã khẳng định là không có ý định bán lại ứng dụng này. Lời khẳng định trên được đưa ra sau khi Mỹ thông qua luật buộc công ty Trung Quốc phải thoái vốn khỏi ứng dụng TikTok. Nếu không thì ứng dụng này sẽ bị loại khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ. Nhiều năm qua thì ứng dụng này bị giới chức Mỹ cáo buộc là cho phép thu thập dữ liệu và theo dõi người dùng. Hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina kéo theo những đợt nóng lạnh, mưa hoặc hạn hán sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới. Dự báo này được các chuyên gia khí tượng đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ. Hiện các quốc gia châu Á đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin. Xin kính chào, tạm biệt.